Cái chủ đề của em đó là nó cũng đi theo cái công việc mà em đang làm hàng ngày. Yes. Thì em là làm tư vấn về cái marketing trên mạng xã hội cho một số công ty bất động sản cũng như là những bạn bán hàng online đó. Nhưng mà em có một cái thắc mắc là cái đó khi mà mình làm về chủ đề marketing đó là mình không những chia sẻ về cái cách để mà người ta marketing bắt đầu như thế nào đâu, mà đôi khi có những cái kỹ thuật mà mình có thể quay màn hình cho người ta xem, giống như kiểu anh Toản hướng dẫn về YouTube đó. Thì không biết hai cái đó cộng lại là nó có vấn đề gì không, nó có sao không? Tại có lúc em sẽ làm dạng vlog, em chia sẻ như thế này nè, nhưng mà cũng có lúc em sẽ hướng dẫn màn hình đồ các thứ gì đó, không biết là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào không? Không. Rồi, anh có câu hỏi gì nữa không? Rồi xong em trả lời một thể. Thế thôi à? Như thế thôi ạ. Rồi ok. Thứ nhất nhá. Thứ nhất là cái chủ đề của anh Huỳnh Con là lựa chọn thì không phải bàn nữa rồi, bởi vì đó là một chủ đề rất ok. Chủ đề về marketing là chủ đề mà nó rất cần. Thực chất bây giờ rất nhiều người làm marketing nhưng mà nó cũng rất vẫn cái nhu cầu của xã hội vẫn rất cần cái điều này. Và thực tế là chúng ta nhìn thấy cái thị trường marketing cũng như là thị trường về đào tạo hay là gì đấy bây giờ cũng rất phổ biến đúng không? Nhưng cái đáp ứng được nhu cầu của mọi người vẫn chưa bao giờ là đủ cả. Vậy cho nên rằng là cái chủ đề đó là chủ đề hoàn toàn có chúng ta có thể bắt đầu được. Nhưng đối với chủ đề này phải rõ ràng luôn về cái cách cái định hướng đi cho anh nhé, là không phải mình làm để mình kiếm tiền quảng cáo YouTube, mà chủ đề này hãy làm nó để xây dựng nên cái hình ảnh thương hiệu cá nhân, cái thương hiệu cá nhân của mình. Anh có thể làm giống như em hoặc là những người khác làm trong lĩnh vực đào tạo. Anh cũng hoàn toàn có thể, nếu như có thể sau này anh có cộng đồng anh cũng có thể làm khóa học cũng được đó, và anh cũng có thể làm giống hệt như em đó, hoặc là những người làm đào tạo khác thì mình cũng hoàn toàn có thể làm khóa học nhé, làm khóa học hướng dẫn đóng gói lại thành một cái khóa học nào đấy để mình có thể trao giá trị sâu hơn cho một cái nhóm đối tượng sẵn sàng chi trả, đúng không ạ? Thì đấy là cái hướng đó, nhưng không phải làm cái kênh này không phải là làm để kiếm tiền quảng cáo. Quảng cáo nó chỉ là phụ, rồi có thì tốt, có thì vui đúng không? Có thì uống trà đá, để uống trà đá. Còn đâu nó không phải là cái chủ đề mà nó lên hàng 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 triệu view được. Đúng không ạ? Nó không phải là cái chủ đề mà chúng ta đi cày hàng triệu view để lấy tiền quảng cáo, mà chúng ta phải dùng nó để xây dựng cái thương hiệu cá nhân cho mình và có được sản phẩm của mình sau, hoặc là một là bán sản phẩm của mình, hai là bán sản phẩm của người khác. Affiliate đấy. Đó. Thì đấy là cái mà chúng ta định hướng đến, chúng ta làm để chưa nào đó, thì cái cách đó thì chắc là em nghĩ là anh cũng có thể hình dung được trong đầu rồi đúng không? Đó, còn đâu cái mà anh đang hỏi là mình vừa làm muốn làm về các cái dạng vlog để chia sẻ, thứ hai là mình vừa làm những cái video có dạng hướng dẫn ấy, nó có ảnh hưởng gì không, thì câu trả lời là không, chả ảnh hưởng gì cả, chả ảnh hưởng gì cả. Và cái hướng em định hướng luôn cho anh là bây giờ anh sẽ làm cho em theo cách như này. Ở thời điểm này bắt đầu hãy các cái video về chia sẻ về hướng dẫn ấy thì mình quay màn hình ấy mình làm dài, còn đâu mình chia sẻ theo dạng vlog, làm short cho em nhé, làm short phân chia. Thứ nhất là mình phân chia luôn ở thời điểm hiện tại, đương nhiên mình vẫn làm dài được nhá, có những cái mình thích làm dài mình vẫn làm dài được, nhưng ưu tiên làm short cho em ở thời điểm này, được chưa? Bởi vì short nó đang là cái được lợi thế ở thời điểm hiện tại, cho nên là tập trung vào làm short ở thời điểm hiện tại nhé. Còn đương nhiên nó vẫn là cái phong cách. Có những người bảo là em không thích làm short. Thực sự có những người bảo không thích làm short, vì short nó ngắn có cảm giác chẳng nói được, dài gì cả. Nhưng nếu như mà không thích làm short thì vẫn làm dài vẫn ok. Nhưng nếu mà mình lựa chọn, mà mình có thể lựa chọn ngay từ đầu bây giờ và mình muốn để phát triển nhanh ấy, thì mình làm short nó sẽ phát triển nhanh hơn. Thấy chưa? Đó. Cái hãy hãy coi khi mình đã hướng chuyên gia ấy, và mình phải trở định vị mình sẽ trở thành chuyên gia ở trong lĩnh vực đó, thì mình phải rõ ràng là như thế này, cái Shorts nó sẽ mở rộng tệp khách hàng cho tệp khán giả cho anh, được chưa? Shorts mở rộng tệp khán giả, mình có thể chia sẻ về những câu chuyện thành công, về những cái mà mình có thể mô tả bằng lời nói được đó. Mình có thể chia sẻ bài học, mình có thể chia sẻ về kiến thức, về những cách kiếm tiền, những cách thức marketing, về những lỗi, về sai lầm, rồi là những cái điều tuyệt vời ở trong lĩnh vực marketing, đúng không? Rồi vân vân, rất là nhiều thứ.
rồi là liên quan đến kiếm tiền, liên quan đến marketing, liên quan đến thủ thuật, liên quan đến rất nhiều thứ đúng không? Đó thì mình có thể chia sẻ bằng short được chưa nào? Còn cái đó nó sẽ short, nó sẽ giúp cho mình mở rộng về tệp khán giả. Còn đâu dài nó sẽ giúp cho mình định vị về chuyên gia, sâu hơn về chuyên gia, tức là định vị về cái kiến thức, định vị về cái năng lực của mình sâu hơn, được chưa? Thì đấy là cái mà định hướng nhé. Cái còn đâu chủ đề này thì không cần phải lăn tăn gì nữa rồi, làm những cái chủ đề này là cái chủ đề mà làm an toàn nhất, ok nhất và bền vững nhất, không cần phải lăn tăn gì nữa. Ok, cảm ơn anh Toản rất nhiều. Đâu có động lực rồi.